chumbomo.com. Bác chơi chẳng lẽ Momo cực kỳ uy tín. Trao thưởng chỉ trong 5 giây, thanh toán tự động 24/7. Tất thắng tuần nhận thưởng quà to. Truy cập ngay chumbomo.com để kiếm tiền nhé. Hello tất cả mọi người đã quay trở lại cái video mới của các quân nha. Thì mọi người có lẽ là bây giờ đang muốn biết cách làm sao để set up cái LD player một cách để chơi game mượt nhất đúng không? Thì hôm nay các quân sẽ làm cái điều đó. Mặc dù là cái video trước mình bảo là 1000 lượt like thì mình sẽ làm cái video hướng dẫn, nhưng mà không, mình cũng muốn cho mọi người chơi game ổn áp hơn ấy, cho nên là không cần phải 1000. Bây giờ mình sẽ triển khai luôn để cho mọi người biết cách set up nha. Mọi người đừng quên là ấn đăng ký kênh của các quân nha, để sau này có những cái mẹo gì thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn mọi người nha. Và like video này nữa. Rồi, còn bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách set up LD Player trước nha. Đầu tiên thì mọi người ấn vào cái phần cài đặt này. Sau đó mọi người chọn cái độ phân giải 960x540. Còn CPU thì mọi người để 4 core nha, 4 core hoặc là 6 core, nhưng mà mình để 4 core nha mọi người. Tiếp theo là đến RAM, thì RAM mình sẽ chọn 8192M nha mọi người. Rồi còn phần modem, modem thì mọi người ấn vào cái phần modem này, sau mọi người kéo xuống, kéo hẳn xuống bên dưới, mọi người chọn phone 2. Rồi ok, tiếp theo là đến cài đặt game, thì mình sẽ chọn là 120fps nha. Bạn nào mà dùng laptop ấy thì nó sẽ nhanh hao pin nha mọi người nha, nhưng mà chơi game bù lại, chơi game đỡ lag thì vẫn ok hơn đúng không? Còn mình chơi máy cây cho nên là không lo hao pin gì cả. Rồi còn lại là mấy cái khác để nguyên nha, sau đó chúng ta lưu vào. Ok, và bây giờ vào trong game. Vào trong game thì mọi người bỏ nhạc nền đi, hiệu ứng âm thanh và chế độ rung đi. Bạn nào mà thích nghe hiệu ứng âm thanh thì mọi người cứ mở đấy nha mọi người nhá. Và tốc độ khung hình là mọi người để cao, độ phân giải mọi người cài đặt của thiết bị đấy. Còn bây giờ thì mọi người vào camping với các quân để test cái độ mượt mà của nó nha. Bình thường là chạy đến 40% là out game đúng không, nhưng mà không, đây nó sẽ chạy tiếp nha mọi người đấy. Rồi ok chưa, đấy vào được camping rồi nha mọi người. Đấy bây giờ mọi người có thể múa may quay cuồng làm các kiểu con đà điểu, mọi người thích làm gì thì cứ thế mà triển khai thôi. Ở đây có bạn nữ gì đây, bạn đứng bạn nhảy này, anh nhìn hay ho nhở, cô te dễ thương ghê luôn ấy. Hay là mình cũng thử nhảy theo bạn ấy coi xem như thế nào. Bây giờ mình sẽ đứng ở dưới nước rồi, nhưng mà không được mọi người, hình như là phải cho cái con nhân vật nó đến cái tầm vừa phải ấy. Đấy tầm này này. Đây nhảy được rồi mọi người, nhảy dưới nước này, đây là cách có thể nhảy được dưới nước nha mọi người, phải đến cái tầm vừa phải thì mới có thể nhảy được mọi người ạ. Ảo ma, nhìn cô te phết nha. Đấy, nhìn cô te phết. Nhớ cái hồi mới chơi game này, cái hồi game mới nổi ấy, mình có làm một cái video là đứng trên miệng con rắn này để câu cá cơ, hài hước phết. Rồi còn bây giờ thì sẽ vào trong tháp vô cực để test cái độ mượt mà của nó nha mọi người. Map đầu tiên thì chúng ta có một cái map khó này. À đâu, hai cái map khó nha, chứ không phải một đâu. Thì mấy cái trick này thì mình đi khá là dễ rồi. Đấy, mọi người cứ áp dụng cái kiểu mà thả nút di chuyển ấy sẽ làm cho cái con nhân vật bay xa hơn, và mọi người có thể đi trick khó ở map số 2 vừa nãy có thể dễ hơn nha. Và bây giờ cá quân làm cái trick đấy như cơm bữa rồi, lần trước thì rất là khó luôn, nhưng mà bây giờ mình làm như cơm bữa luôn. Mình áp dụng cái công thức là thả nút di chuyển đấy, là đi mấy cái trick khó như cơm bữa nha. Nhưng mà cái đấy là mọi người cũng phải cần luyện tập, chứ không phải là cứ thả cái là được đâu. Đấy, phải luyện tập nhiều thì mới quen được. Rồi mình lấy được cái top 2 nha. Và tiếp theo cái map, cái map này gần full xanh luôn này mọi người. Xịn xó phết nhờ. Map gần full xanh luôn ạ. Cái map này thì dễ quá, có mỗi cái tầng số 4 thì còn khoai khoai một chút thôi. Map này có, map này có idol top top kìa. Có idol top top và sơn núi nha mọi người. Rồi đây, cái map này thì mình cũng áp dụng thả nút di chuyển luôn nha. Đấy, mình áp dụng thả nút di chuyển luôn. Và cũng qua rồi. Cái map này thì dễ quá à.
map cuối thì đáng nhẽ phải khó khăn lắm đấy nhỉ, nhưng mà cái map cuối lại cho map dễ ợt ra. Ok, và mình lấy được top 1 rồi mọi người. Và cái map tiếp theo thì map này có người lấy top 1 rồi nha. Và mình sẽ là người lấy top mấy thì mình không biết đâu. Mấy bạn kia sắp về tới đích rồi, cho nên là mình không biết là mình sẽ lấy top mấy nữa. Đồ lên nè. Ok qua. Cái map này thì cái độ khó nó nằm ở cái map 1 rồi, nhưng mà chúng ta leo qua mất rồi cho nên là mình không có nhắc lại nữa nha mọi người. Mọi người có gì mà muốn xem lại cái tầng thứ nhất cá quân đi lối tắt như thế nào thì mọi người hãy tua lại từ đầu nha mọi người. À nhầm, tua lại từ đầu map nha. Chứ bảo tua lại từ đầu video thì chắc cả ối rồi luôn đấy nhở. Rồi cái map cuối này thì phải đợi thôi. Và tổng cộng cái map này có tận 5 bạn lấy cái top rồi. Thế thì cá quân sẽ là người thứ 6 rồi nha. Mà bây giờ mà rớt nữa thì ối rồi luôn. Ok, vậy là mình lấy được cái top 6 nha mọi người. Và map tiếp theo thì có tận 3 map khó nha mọi người. Để mà nói là đối với cá quân thì trong cái này thì chắc chỉ còn một map khó thôi, mà đó chính là map số 5 nha. Tại vì map số 5 mình đi trích vẫn hay bị rớt nha. Đi trích khó nhất đấy mọi người. Đi trích khó nhất thì mình cũng sợ bị rớt lắm. Còn cái map số 2 này thì mình đi trích cũng khá là quen rồi. Đấy, chỉ cần thả nút di chuyển là qua. Nhưng mà đôi lúc là không qua. Và map số 3 này cũng thế. Map số 3 này nó cũng dễ, cực kỳ là dễ luôn. Mình cứ nhảy từng cục một là qua, đôi lúc không qua nha. Rồi tiếp theo là đến cái map số 5 này. Map số 5 như mình đã nói là mình cũng hay bị sợ rớt ở cái map số 5 này ấy. Nhưng mà không sao mọi người ơi, mình sẽ cố gắng qua nha. Rồi, ok. Vậy là mình sẽ về lấy cái top 2. Cái gì kia? Anh Quân, em nhớ anh lắm. Ôi trời ơi. Ê nhìn bạn này cu te thế nhở. Trời ơi, bạn ấy nhớ mình nha mọi người. Cu te gì đâu ấy. Cu te dễ thương. Nhìn cái mặt đã dễ thương lại còn nhớ cá quân nữa. Trời ơi, người gì đâu mà hết nước chấm vậy. Rồi mình cũng chào lại bạn ấy luôn. Xem bạn ấy còn làm cái gì nữa không. Bạn ấy cứ đứng sát mình nha mọi người. Bạn ấy nhảy lên nha mọi người. Rồi bạn ấy đứng yên luôn. Mình đi ra chỗ khác, bạn ấy cũng đi ra chỗ khác. Mình đi ra chỗ khác, bạn ấy cũng đi ra cái chỗ khác. Rồi bây giờ thì mình và bạn ấy sẽ chào mọi người nha. Hẹn mọi người ở video sau mọi người. Chưa like, chưa đăng ký kênh cho cá quân thì mọi người làm luôn đi nha. Bye bye mọi người.